Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã Nhân Lập, hôm nay, buổi chiều hôm nay, tại đền Ba Làng đã diễn ra lễ cáo tiệc ngoài đền Ba Làng của xã Nhân Lập. Hôm nay, Thọ sẽ ra tại ngoài đền để ghi lại tất cả những cái hình ảnh của nhân dân, bà con trong thôn xóm xã của đền Ba Làng để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất và hay nhất để gửi đến toàn bộ tất cả các bạn, các vị khách quý cũng như toàn thể nhân dân những hình ảnh vô cùng đẹp và tự hào quê hương đất đi xã Yên Lập. Có một cái lễ tiệc rước gà truyền thống mang một ý nghĩa vô cùng tự hào cho tất cả mọi người. Bây giờ đã là hơn 13 giờ chiều các bác nhé. Đây các cụ trong ban múa của Hầu Thánh đang chuẩn bị có mặt đầy đủ ở đền Ba Làng để tiếp tục làm những công việc cho buổi chiều cáo tiệc hôm nay. Hiện bây giờ theo như Thọ biết, mới có tất cả các cụ của thôn dưới đã có mặt tại đền Ba Làng, còn thôn trên, thôn Làng Gia thì vẫn chưa thấy xuất hiện, vì thời gian cũng còn tương đối là khá nên nay cái công tác chuẩn bị của các cụ cũng như của mọi người để làm sao ăn mặc trang phục đánh phấn cho nó sinh động một tí để đem lại những hình ảnh đẹp nhất và hay nhất để gửi đến tất cả đông đảo bà con trong xã Nhân Lập nói riêng và toàn thể những ai yêu mến kênh của Tương Thọ nói chung. Nếu chương trình này có hay có đẹp, Tiến Thọ cũng rất mong mọi người cho Thọ một like và bấm đăng ký kênh để Thọ có động lực phát triển, xây dựng và đem lại những hình ảnh đẹp nhất, hay nhất và sinh động nhất để gửi đến tất cả bà con nhân dân, đưa hình ảnh đất quê hương mình, những con người, những buổi lễ tiệc truyền thống uy nghi và rất tráng lệ. Vâng, xin kính chào, kính chúc toàn thể bà con. Bây giờ trước sân nhà đền, các cụ của hai thôn trên và dưới cũng đã tập hợp đầy đủ về sân đền Ba Làng để chương trình cáo tiệc của buổi chiều ngày mùng 9 tháng 9 năm 2024 được tiến hành thuận lợi và đúng thời gian theo quy định của ban tổ chức nhà đền. Vâng, kính thưa các bạn và toàn thể nhân dân, trước mặt các bạn là những nguyên cụ mệnh và cựu cụ mệnh, các quan viên, tất cả các ông thôn và nhân dân đã có mặt tương đối đầy đủ để chuẩn bị vào những công việc chính. Đây, báo cáo các bác, đây là ông Bùi Văn Tám ở thôn Phú Yên Lai, cũng là chủ tế của năm 2024. Như các bạn vừa nhìn thấy, rất tự hào quê hương mình có một cái lễ tiệc có những ông chủ tế rất mạnh giỏi và vui vẻ hòa đồng. Chúng chỉ mong sao mang lại những cái hạnh phúc, cái ấm no, cái hòa thuận trong thôn xóm xã. Vâng, kính thưa toàn thể nhân dân trong xã Nhân Lập cũng như tất cả những ai yêu mến kênh của Đỗ Tiến Thọ, đây hình ảnh các bạn đang xem, đây là tất cả các cụ của hai thôn đã ngồi đông đủ đầy đủ để chờ khi buổi lễ cáo tiệc được bắt đầu thì mọi công việc nó sẽ rất êm đẹp.
Đây, Thọ sẽ quay một vòng để các bạn thấy quê hương Yên Lập rất tự hào có những cái lễ tiệc truyền thống lâu đời mà cha ông đã để lại, đã đem lại những nguồn vui, những kỷ niệm đời đời, đời nọ truyền đời kia, mang một phẩm cách nhân cách cho một quê hương có những cái lễ tiệc của xã Yên Lập nói chung và của các thôn nói riêng, thì trong một năm có rất nhiều những cái tiệc cổ truyền mà ngày xưa các cụ đã ban lại cho thầy con cháu cho đến ngày hôm nay. Thì cái tiệc lễ tiệc, cái tiệc mùng 10 tháng 9, tiệc giết gà là tiệc to nhất và cũng là cái tiệc được bộ văn hóa đã công nhận di tích lịch sử đền Ba Làng của xã Yên Lập. Mong các bạn bớt chút thời gian về tham quan quê hương xã Yên Lập và cũng thăm đền Ba Làng để đem lại cái nguồn tự hào và những lời động viên cho thế hệ con cháu mai sau. Đây xin chào các bác nhé. Đây là ông Bùi Văn Sương, cũng là chủ tế của năm 2024 ở thôn dưới, gọi là làng vó, làng ra là trên, làng vó là dưới. Và cảm ơn các bạn như thế. Đây nhìn khuôn mặt của ông chủ tế cũng thấy rạng ngời, những niềm tin cũng chửi mong sao cho đem lại những cái niềm vui, những cái nụ cười và những cái kỷ niệm để cho con cháu mai sau xem lại những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm của ông cha đã làm được và làm rất tốt trong hàng bao nhiêu năm nay. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay giọng của Tiến Thọ nó không được trong trẻo cho lắm, mong các bạn cũng thực sự thông cảm vì thời tiết nó cũng rất nắng nóng, thì mọi người cũng thông cảm nha. Đây bây giờ là chuẩn bị đến giờ chính, mời các bạn tiếp tục theo dõi video và bình luận cho Thọ để Thọ có những cái cả trải nghiệm, kinh nghiệm cho hoàn thiện mỗi khi Thọ xuất một video để mọi người ủng hộ nhé. Kính thưa toàn thể nhân dân, bây giờ ông phó ban quản lý nhà đền đã chính thức tuyên bố lễ cá tiệc buổi chiều ngày 9 tháng 9 năm 2024 tại đền Ba Làng xã Yên Lập đã bắt đầu khai đến giờ khai mạc. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi video của Tiến Thọ và cũng để lại lời bình luận cho Tiến Thọ để Tiến Thọ có nhiều cái khả năng phát huy, sáng tạo và có những lời bình hay, sinh động và mượt mà hơn thế. Vâng, đây các bác ạ. Bây giờ đã đến giờ làm việc trước khi ông phó ban trưởng, phó ban quản lý nhà đền tuyên bố khai mạc, thì ông Đông Sướng sẽ mời tất cả các ông trai cụ mạnh, tất cả các quan viên, những người có trách nhiệm trong cái buổi chiều cá tiệc hôm nay vào vị trí để ban làm việc. Đây, xin các bác cố gắng theo dõi hết video vì thời lượng video của Tiến Thọ hôm nay rất dài, từ lúc 13:30 cho đến 15:30, có nghĩa là chắc cũng phải là tầm 2 tiếng, hơn 2 tiếng gì đấy. Nhưng mời các bạn đấy, sau khi ông Đông Sướng ông tuyên bố chính thức lễ cáo tiệc đền Ba Làng xã Yên Lập bắt đầu, thì đầu tiên là khai chiêng tổ, là cái ông đánh chiêng này là đánh 3 hồi 9 tiếng, sau đó là đến ông đánh trống cũng làm như ông đánh chiêng 3 hồi 9 tiếng, là bắt đầu đội nhạc hiếu bắt đầu cũng nổ nhạc để mời tất cả
các vị vào vị trí sẵn sàng. Đây, đây các bác nhìn nha. Ông Nguyễn Văn Bảo là quan viên giữ nhầm nhiệm vụ đánh trống theo nhịp để các cụ chủ tí và các quan viên dẫn tí vào đền cho nó đúng nhịp, đúng phách các bạn nhé. Đây cũng là ba hồi chín tiếng, dứt ba hồi chín tiếng thì tiếp tục ông Đông Sướng sẽ tiếp tục dẫn những chương trình tiếp theo để mọi người nghe và làm theo cái phòng thủ tục. Sau khi ông Đông Sướng ông hô thì mọi người có nhiệm vụ nào thì mình sẽ làm đúng cái nhiệm vụ của ban quản lý và ban tế của nhà đền ba làng đã giao trách nhiệm cho các ông và các cụ làm theo đúng khẩu lệnh. Đấy, đây hào chủ tế đang bắt đầu, có nghĩa là sau khi vào làm lễ của nhà thánh thì hào chủ tế này phải rửa tay và lau sạch sẽ, bắt đầu mới bước vào công việc chính nha. Sau khi hai ông chủ tế làm nhiệm vụ xong thì ông Đông Xuống tiếp tục mời hai ông bồi tế vào vị trí chiếu của mình để ban tế bắt đầu làm việc. Sau khi hai ông bồi tế vào vị trí thì tiếp theo là ông Đông Sướng sẽ mời hai ông chủ tế lên chiếc chiếu giữa trước cửa đền để làm lễ. Trước khi hai chủ tế bước vào chiếu thì các chủ tế cũng phải vái một cái, sau đó các chủ tế mới được bước vào chiếu. Sau khi bước vào chiếu ổn định được 1-2 phút thì ông Đông Sướng tiếp tục hô, thì ông chủ tế của thôn trên sẽ có làm nhiệm vụ bước từng bước theo đúng nhịp chiêng và nhịp trống tiến lên đền để bắt đầu chương trình khai trương cho đúng nghi thức. Đây ông chủ tế đã đi được một đoạn ngắn từ chiếu tế ra bên ngoài, đây đang tiến về đền các bác nhé. Đây là ông Bùi Văn Tam của thôn Phú Yên 2, cũng là chủ tế của năm 2024, rất vinh dự và tự hào. Ông Bùi Văn Tam đã được nhân dân trong làng tiến cử tiến nhiệm làm chủ tế để bưng chén ngọc lên nhà thánh, cầu mong cũng thắp hương cầu mong cho mùa màng bội thu, dân làng ấm no, các cháu học hành tiến bộ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Đây là một niềm mơ ước mà khẳng định rằng đó là một việc làm không thể thiếu được trong mọi tổ chức, mọi sự kiện các bác nhé. Đây khi ông chủ tế đã bước lên bậc đầu tiên để tiến vào trong đền. Đấy các bác ạ, đấy cứ sau tiếng chiêng tiếng trống là ông chủ tế sẽ bước một bước đúng với cái nghi lễ mà ngày xưa các cụ đã truyền lại cho thế hệ con cháu ngày nay. Đấy bây giờ Thảo cũng đã vào trong nhà đền để ghi lại những hình ảnh mà ông chủ tế vào để khai lệnh. Khi ông chủ tế đã bước vào chiếu giữa đền ba làng thì ông Đông Sướng sẽ hô là quỳ. Sau khi ông Đông Sướng ông hô quỳ thì ông chủ tế này đã quỳ và mồm đọc khẩu lệnh. Sau đó là ông sau khi ông chủ tế đọc khẩu lệnh và hỏi xem tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, thì sau khi ông chủ tế ông
ra khỏi loại xong thì ông cụ chủ nhang của đền Ba Làng sẽ đánh một hồi kèn báo động với thánh là tất cả mọi công việc đã sẵn sàng. Sau khi ông chủ từ ông đánh hồi chiêng thì đã dứt thì ông đồng xướng dễ hô ông là bệnh thân phục vị, sau đó là ông chủ tế sẽ bước từ bên trái sang bên phải và đi ra ngoài dần trở về vị trí cũ để nghe tiếp hiệu lệnh của ông đồng xướng các bác nha. Đấy, ông chủ tế gần bước ra khỏi khu vực đền về vị trí trang trọng chỗ giữa của trước đền Ba Làng các bác nha. Đấy, để các bác theo dõi những hình ảnh mà buổi chiều hôm nay tại đền Ba Làng có diễn ra một buổi tế cáo tiệc trình lên thành hoàng làng. Ngày mai là ngày tiệc chính và cũng là đại tiệc của nhân dân xã Lập nói chung và của Ba Làng nói riêng, lễ tiệc rước gà truyền thống vô cùng uy nghi, vô cùng và tự hào các bác ạ. Vâng, chỉ một chút nữa thôi thì ông chủ tế đã về vị trí của mình. Sau khi ông chủ tế về vị trí chính giữa của trước cửa đền Ba Làng thì trước khi bước vào chiếu thì ông chủ tế này cũng phải vái một cái, sau đó ông mới bước thêm một bước nữa vào vị trí dành cho ông chủ tế các bác. Đây là ông Sương, chủ tế của thôn khu dưới, cũng đứng rất nghiêm trang và nguyên tắc các bác nha. Đấy, trước khi ông chủ tế bước về chiếu thì cũng phải vái. Sau khi vái xong một cái thì bước tiếp theo là vào. Sau khi vào được một chút thì ông đông xứng sẽ hô thì ông chủ tế Bùi Văn Tam lại tiếp tục vái một cái xong lui ra khỏi chiếu. Bắt đầu cũng theo nhịp chiêng nhịp trống trở về dưới bàn tế lễ để làm những công việc tiếp theo. Xin mời các bác luôn luôn theo dõi, đừng bỏ lỡ một chút phim nào các bác nha. Rồi trước mặt các bác là ông Khổng Văn Phấn, cũng là cựu chủ tế của năm 2022 các bác nha. Còn năm 2023 là ông Bùi Văn Tùng và thôn Phủ Yên 1 cũng đã làm chủ tế, cũng đã bực một chén ngọc, vâng nghe chén ngọc giúp lên nhà thánh, cũng cầu mong như mọi gia đình mọi người các bác nha. Đây là đội nhạc công thuộc cả xã Trung Nguyên, có bốn cụ cũng nhiệt tình đóng góp xây dựng và một cái nhiệt huyết về phục vụ cho đền Ba Làng của xã Yên Lạc. Vâng, thì ông chủ tế đã vào vị trí sẵn sàng thì ông đồng xướng sẽ hô thì hai bên hai dãy quan viên sẽ tiến dầu, tiến câu, tiến nước, tiến rượu đi sau hai ông tiến lễ là ông chủ tế và tiếp theo hai ông chủ tế và những ông quan viên tiến lễ là đội mũ hầu thánh của đền Ba Làng cũng tiếp tục những cái công việc hầu thánh, múa những bài múa rất đẹp, yểu điệu uyển chuyển các bác ạ. Trong một thời gian rất dài tập luyện tu luyện làm sao để cho những cái bước chân, những cái điệu múa nó hoàn hảo, đem lại những hình ảnh vô cùng đẹp mắt gửi tới tất cả các quý vị đang xem video của Tiến Thọ nhá. Có điệu múa xin tiền các bác, các cụ sẽ mua
hai lượt, lượt lên xong rồi lượt về, xong tiếp tục một lượt lên mà lượt về nữa. Có nghĩa là sau khi ông chủ tế ở Lạng Gia hoàn thành nhiệm vụ thì rút về chính diện để ông chủ tế Bộ Viên Xuyên tiếp tục công việc của mình, làm tốt và làm hoàn thành nhiệm vụ mà được nhân dân tín nhiệm, dân kiến ngọc lên nhà thánh các bạn nha. Xin kính chào toàn thể bà con nhân dân trong xã Anh Lập. Trong buổi chiều hôm nay, chương trình cáo tiệc vẫn đang tiếp tục diễn ra tại đền Ba Làng của xã Anh Lập các bác nha. Bây giờ ông chủ tế của Làng Gia đã vào trong đền và cũng làm những thủ tục bái chào thánh. Đấy, sau khi ông chủ tế đến bộ chiếu thì ông bồi thí ở ngoài sẽ hô là quỳ, và lúc nào quỳ xuống thì đến ông bồi thí ông sẽ hô là tiến nước, tiến dầu, tiến rượu hay tiến dầu đó, thì hai bên quan viên sẽ đưa cho ông chủ tế chất một chút rượu và châm vào thẻ nhang hay một cái công việc đó. Sau đó ông chủ tế sẽ vãi một cái, sau đó đưa ông, cho ông quan viên đem những cái lễ vào trước bàn thờ của đền Ba Làng. Sau đó hai ông quan viên trở ra cũng tiếp tục đứng sát ông chủ tế. Sau khi ông đông sướng, ông ngô bái thì ông chủ tế này tiếp tục bái một cái, sau đó ông đông sướng ông sẽ hô là bình thân phục vị, có nghĩa là bình thân là đứng lên mà phục vị là trở lại vị trí ban đầu, sau đó tiếp tục nghe hiệu lệnh trống chiêng. Hai ông mai bên này cũng quân viên và ông chủ tế sẽ phải thực hiện đúng nghi thức khẩu lệnh của trống và chiêng. Sau khi ông chủ tế và bốn quan viên này trở vào vị trí cũ, trở ra đến ngoài sân thì đội múa hầu thánh tiếp tục múa và lùi lại chứ không tiến nữa. Sau khi ông chủ tế vào thì đội hầu thánh sẽ tiến lên. Sau khi ông chủ tế quay ra thì đội hầu tế lại phải muốn lui về vị trí ban đầu xuất phát các bác ạ. Đêm nay tại đền Ba Làng thời tiết cũng có nắng nhưng mà cũng dễ chịu một chút rồi các bác ạ, vì cái không khí ngoài này tuy rằng nó thông thoáng nhưng mà với cái sự đông người và rất nhiều những cái nó tác động đến cái không khí ở trong cái sân đền này, nó cũng có một chút oi nóng các bác ạ. Vì tất cả những cái năm mà Thọ đã từng tham gia và biết, và những cái năm, những cái buổi cáo tiệc và những cái buổi rước gà rất nắng các bác ạ, nắng chang chang, nắng có những năm rất nóng, nhưng mà theo như Thọ biết cái buổi mai, buổi chiều mai là buổi rước gà chính và cũng là đại tiệc lớn của xã An Lập, thì thời tiết năm nay có chút ưu đãi hơn ngoài năm các bác. Nó tuy rằng có nắng nhưng mà cái nắng nó cũng chỉ thoang thoảng như nhẹ thôi, nó không như những cái năm trước thời tiết nó oi nóng các bác ạ. Nhưng mà với tinh thần và với sự yêu mến và với cái sự tự hào của ngày, của một cái lễ
tiệc truyền thống, mọi người cũng cho rằng cái nắng nó chẳng có giá trị và cũng chả có ảnh hưởng đến mọi cái công tác và mọi cái buổi rước gà về đền Ba Làng. Đấy, sau khi ông chủ tí ở thôn trên đi làm hoàn thành nhiệm vụ của phần 1 thì về chiếu thì cũng phải bái, xin báo cáo các là bái là lễ nhé, như gọi là bái là lễ, như là bốn lễ bốn bái. Sau đó thì ông đứng vào vị trí và tiếp tục là công việc của các ông chủ tế. Xin chào các bạn, hôm nay quả là một ngày rất vui, rất tự hào vì thọ là những người trực tiếp quay những hình ảnh và trực tiếp bình luận video và để tiếp tục chương trình bình luận cho nó đúng và hay. Thì Tiến Thọ cũng chưa dám khẳng định rằng mình sẽ làm bình luận được suốt một cái video dài này, vì cái giọng của Thọ hôm nay cũng rất khàn và cũng hơi rát, bị rát cổ các bác ạ. Thực sự mà nói, tất cả những video Thọ chưa có video nào Thọ bình luận dài như thế này. Vì hôm nay muốn đem lại một sự kiện, một cái kỷ niệm và một cái nội quy của buổi cáo tiệc chiều nay tại đền Ba Làng. Vì theo những chương trình của ban quản lý nhà đền cũng rất mong làm sao có những cái lời bình luận và những lời thuyết minh dẫn chương trình của Tiến Thọ lưu lại những cái thủ tục chương trình nó có bài bản từ đầu cho đến cuối. Thì ông đồng tiếng ông hô đến đâu về như thế nào, tiến lễ gì thì Thọ cũng sẽ đọc lời bình thuyết minh nó. Tuy rằng cũng đúng ra mà nói, nếu mà Thọ làm một cái video này nó có đầy đủ các trình tự, các bước để lưu lại những cái hình ảnh, những cái bước để sau này nó không bị mai một, thì đúng ra là Thọ phải có một cái lộ trình, một cái văn bản, một cái bài thuyết trình thuyết minh. Thì Thọ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình mà ban quản lý nhà đền cũng rất mong muốn và tin tưởng vào Tiến Thọ để giúp ban quản lý nhà đền nói chung và toàn thể nhân dân xã Đạp nói riêng có một cái kỷ niệm, có một những bước mà để tiếp nối những thế hệ sau này nó sẽ làm tốt những cái nhiệm vụ của các cụ, các công, các bà là những người đi trước và làm trước và làm rất tốt. Từ đó khi Thọ thuyết trình diễn giải những cái bước để cho các thế hệ mai sau nó sẽ làm tốt hơn, làm hoàn thiện hơn và làm quy mô hơn. Thì cuộc sống xã hội phát triển thì mọi cái sự kiện, mọi cái lễ tiệc và tất cả những cái gì nó cũng phải cố lên một tí để hòa nhập với cuộc sống hiện đại, thời đại 4.0 các bác ạ. Bây giờ thay đổi công nghệ nên là mọi cái đứa tuổi trẻ nó rất nhạy bén và sinh động, tiếp thu, tiếp cận và làm được rất tốt, rất nhiều và làm được
nhiều hơn tiếng nước các bạn ạ. Đấy, đội hậu thánh của thôn trên vẫn tiếp tục mua xin tiền và chuẩn bị đứng bước cái tiếp theo. Hai ông Bội Tý đã quỳ trước chiếu chờ khẩu lệnh của ông Đông Sướng khi ông hô, thì hai ông Bội Tý này cũng phải nhìn hai ông Chủ Tý làm như thế nào, thì hai ông Bội Tý này cũng phải làm y chang như hai ông Chủ Tý các bác nhá. Thì hai ông Chủ Tý mà bái thì hai ông Bội Tý này cũng phải bái. Sau khi hai ông Chủ Tý bình thân phục vụ thì hai ông này cũng làm tiếp tục theo thế, bái bao nhiêu lần, sau đó làm như thế nào, thì hai ông Bội Tý này cũng đã nắm được cái quy trình hô của ông Đông Sướng các bác nhé. Thì trước mặt các bác là các cụ của thôn dưới cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái việc thôn mình vào để múa hậu thánh, những cái điệu múa của thôn dưới thôn trên nó có khác nhau về hình thức một chút, nhưng mà cái nội dung nó là như nhau. Còn mỗi một đội có một cái trình diễn nó khác như một tí thì nó sẽ sinh động hơn các bác, vì nó không bị chồng chéo các tiết mục. Mọi người xem video hay là mọi người có bình luận ra sao thì nó cũng không mang tính chất nhàm chán, vì đây là những tiết mục này là tự biên và tự diễn qua quá trình tập luyện chờ đến ngày đại tiệc thì các cụ cũng mới chỉ diễn thôi. Thì còn những cái điệu múa này ở các sự kiện, các buổi giao lưu văn nghệ của các câu lạc bộ hoặc của những người cao tuổi thì các cụ cũng biểu diễn ở một cái tiết mục khác các bác nhé. Cái tiết mục này là chỉ phục vụ cho lễ tiệc truyền thống và hậu thánh nha các bác ạ. Nói các bác rõ cả, các bác không hiểu là cái điệu múa này nó phục vụ rộng rãi hay là nó chịu biểu diễn trong những tiệc này hay là biểu diễn ở đâu. Xin hứa nói các bác chắc là cũng không biểu diễn cái tiết mục này ở bất cứ một cái sự kiện nào, một cái tổ chức nào hay một cái giao lưu nào. Vâng, xin các bác cũng thông cảm cho, vì Thảo cũng muốn nói lên để các bác hiểu được cái địa múa này chỉ dành riêng cho nhà thánh các bác nhé. Thì còn các cụ đây tuy rằng có cũng có một đôi lớn tuổi rồi, nhưng với sự phục vụ của các đại lễ, các cụ các bà cũng phải cố gắng phấn đấu thu xếp mọi công việc làm sao để có những buổi biểu diễn hậu thánh tại đền Ba Làng nó có một cái hiệu quả chất lượng thật cực kỳ. Bây giờ các bác nha, bây giờ là hai ông quan viên sẽ vào để đọc chúc nha, tiến chúc, đọc chúc các bác ạ. Sau khi tiến chúc xong, đọc chúc xong thì xong đến hóa chúc các bác nha. Đây là lúc trong lúc này là cả hai ông Chủ Tý trên và dưới cũng đều phải vào trong đền để nghe một ông quan viên đọc tí, đọc chúc các bác nha. Để xin lỗi các bác không phải đọc tí, đây là đọc chúc, gọi là cái chúc tử của nhà đền đấy. Sau khi ông quan viên ông đọc xong thì tất cả đều phải bái lại, sau đó cũng lại trở về vị trí cũ. Sau khi trở về vị trí cũ thì tiếp tục nghe hiệu lệnh của ông Đông Sướng để làm những bước tiếp theo. Hôm nay phải nói với các bác là Tiến Thọ dắt cỏ quá, chứ hôm nay mà không dắt cỏ Tiến Thọ sẽ tạo một cái cơ hội để diễn giải từng cái bước
của cái ngày đại tiệc của xã lần này, để mong các bạn ủng hộ cho Thảo. Có thể Thảo cũng xin phép được kết thúc lễ bệnh ở đây, và một ngày gần nhất Thảo sẽ thu xếp ổn định cái về việc đó để Thảo sẽ thực hiện theo cái nguyện vọng của ban quản lý nhà đền nha. Xin trân trọng cảm ơn.